Bây giờ chúng ta đến với phần tính toán cái từ chẵn là đảo xoay vữa. Này, đảo xoay vữa mã 100 này. Thì đây chúng ta sẽ có bảng tính đây. Chúng ta sẽ nhập loại thân tường chẵn vào, chọn đảo xoay vữa. Và móng tường chẵn là đảo xoay vữa. Đây, thân tường chẵn là đảo xoay vữa mà móng cũng là đảo xoay vữa. Đây, móng đây. Móng chúng ta đây. Thân đây. Ok, tường chẵn vai. Đấy. Tiếp theo là đến chiều cao thân tường. Chiều cao thân tường ở đây chúng ta nhập là 2,2 cộng với 0,25. 2,2 cộng 0,25. 2,45. Bề rộng móng tự tính cho chúng ta. Kích thước nhập đây. Đây chúng ta có bề rộng tường B1. B1 chúng ta đây 0,15 cộng 0,2. Bề rộng B2. B2 ở đây là phần này. Chúng ta nhìn sang hình đây. Chúng ta thấy B2 là cái phần bên này, cái mái vắt của chúng ta đây, mái vắt của chúng ta đây, thì B2 tức là bên này là 0,3, và B3 ở đây là phần thân đây là 1,4. Đấy, từ B4 là phía bên này thì chúng ta không, phía bên này không có B4, không nhô ra, cho nên là B4 bằng 0. Đấy, B4 đây bằng 0. Và tiếp theo là T1 tức là chiều dài móng bên trái. Đây chúng ta có chiều dài móng bên trái và bên phải đều bằng nhau là bằng 1 mét. Đấy. Trái phải 1 mét. Và tiếp theo mái dốc, mái đất ta luy. Mái đất ta luy là mái ta luy này 1 chia 1,5, 1 chia 1 là 1 chia 1,5. Chiều dài tính toán cho tường là 1 mét. Chiều cao tường đỉnh, đỉnh tường đến mặt đường xe chạy, tức là cái vị trí mặt đường xe chạy chúng ta đây, tức là cái khoảng cách này. Đó, từ khoảng cách này, tức là khoảng cách từ đây đến đây. Đấy. Đấy, từ đây đến đây. Đấy, thì mình đây có mình thông số là 12 mét, khoảng cách từ mặt đường đến cái đáy móng này, và đến mặt trên này là 12 mét. Thì chúng ta sẽ lấy 12 mét mà trừ cho cái phần từ đây đến đây. Đấy, bằng cái này là 9,55 mét, là khoảng cách từ cái đây đến đây là 5 mét. Cái này thì tự tính chúng ta chiều cao tường từ đáy móng, tức là chiều cao của chúng ta từ đây đến đây đến đỉnh tường thì nó bằng 2,5 cộng với 1 mét. Đấy. Tiếp theo là áp lực thụ động. Thì áp lực thụ động của chúng ta ở đây thì chúng ta phải xem ở đây. Ta xem cái hình bên này chúng ta thấy đấy. Ở đây có H là áp lực thụ động của chúng ta. Ta có thể xem bên này. Đây. H là áp lực thụ động của chúng ta là từ đây đến đây. Đấy. Đây. Khoảng cách này. Thì chúng ta thấy ở đây áp dụng cho bài toán của chúng ta là từ chúng ta giống từ đây lên đây. Tuy nhiên là đoạn B4 là bằng 0, cho nên là khi mà chúng ta gióng từ đây lên đây thì nó tính là bằng cái này, tính là bằng phần chiều cao từ đáy móng cho đến phần đỉnh tường luôn. Đấy, tính là bằng cái này. Đấy, tính là bằng từ đây đến đây là 3,45. Đấy là chiều cao áp lực thụ động. Đây. Tiếp theo là đến bề rộng lề đường. Ở đây chúng ta có bề rộng lề đường, trên này có lề đường, thì đường sẽ gồm là lề đường và mặt đường xe chạy. Thì lề đường là ta là khoảng cách từ đây đến mép đường xe chạy là 0,5 mét, và còn lại là bề rộng của xe chạy. Đấy. Còn lề có một cái lề chúng ta nhập bề rộng lề đường 1,5 mét. Tổng số này tự tính toán là khoảng cách từ mép xe đến lưng tường chắn, tức là khoảng cách từ cái mép xe chạy này, mép xe đường xe chạy này đến cái khoảng cách tường chắn này, là tức là bằng khoảng cách này từ đây đến đây. Đấy, đây là mép đường xe chạy. Đấy, và đây là lưng tường chắn. Chúng ta sẽ có tức là sẽ bằng cái này nhân cái này mà cộng vào cái này. Đây là cái công thức này là bằng là K
góc này chúng ta này. Một chia m thì chúng ta lấy cái chiều cao này. Đấy, mình nhân với m thì nó ra là cái khoảng cách của cái đường này. Đấy, cộng với bề rộng đường nữa. Là khoảng cách này. Tiếp theo là trọng lượng vật liệu thân tường chắn. Thân tường chắn ở đây chúng ta có thân tường chắn là đá hộc, khối đá hộc 2,4 tấn, tức là 24 cân/m³. Vật liệu móng tường chắn cũng là đá hộc thì 24. Trọng lượng đất là trọng lượng đất riêng đất đắp 18 và góc độ mặt đất đắp 35, đường chính đất đắp 0. Chúng ta nhập thông số này từ chính góc ma sát tường. Và đây có bảng 20 trang 51/3 thì ở đây có bảng 20 đây. Đây có bảng tra ở bên cạnh thôi. Các thông số đây. Theta, beta, các thông số này. Số này. Đây. Chúng ta có bảng tra đây và có góc ma sát này. Thì chúng ta sẽ tra ra cái đáp của chúng ta là thuộc góc ma sát đất và tường. Cái đáp của chúng ta đáp là cát dẫn sét dẫn bụi đó. Thì nó sẽ tầm khoảng 19 đến 24, thì chúng ta chọn đây là 20. Đấy, góc này nó tự tính chúng ta là góc beta này luôn. Đây là góc beta chúng ta này và 90 độ. Góc này là chúng ta là tương tác đứng 90 độ. Trọng lượng đất nền là đất nền, tức là đất nền dưới đáy móng này. Trọng lượng tức là đất nền ở dưới phần đáy móng này. Trọng lượng trong riêng đất nền, góc độ mặt đất nền và đường chính của đất nền. Thành và ở trên này chúng ta thấy trên này có xe chạy, trên này là có xe chạy này. Ta phải nhập vào tải đây vào đây. Đấy. Thì ta thấy có chỉ số đối với đường cấp 4 và cấp thấp hơn thì chọn 0,5 hoặc 0,65. Cái đường cấp cao cấp 3 thì chúng ta sẽ chọn là 1HL/3. Đấy, có các trục chúng ta chọn là 0,65 thì các trục này nhân theo hệ số là 0,65. Chúng ta chọn là 0,5 thì nó nhân không có hoạt tải chúng ta để không. Ở đây thì chúng ta có xe chạy ở trên này. Đây chưa? Để đây 1HL/3. Đấy, xe chở than, khai thác khoáng sản than tại trong nước 1HL/3. OK, tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào phần này là cái phần đó. Nó nói về các tiêu chuẩn tính toán là 1823 và có trọng từ DC, EV, RS, EH, SN. Đây là hệ số tải trọng và số điện trị tải trọng. Đấy, phần tính toán của chúng ta tải trọng và kiểm toán thì đây là đường phân bố tim bệ móng và cái khoảng cách từ cái trục từ cái tim bệ móng này, tim là tim của bệ móng ra đây cho đến các lực tập trung V1, V2, V1, V2 thì lực tải trọng đất đắp trong tường chắn là V, tải trọng và thân là V kép ở đây đó. Đấy. Thì đối với tường của chúng ta ở đây là tường của chúng ta đây là cái tường thẳng này, thẳng tắp cái này cho nên là đất đắp là tải trọng V1, V2 này là đều bằng không hết, công thức đều bằng không hết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đất đắp này thì không có cái phần bệ nhô ra này thì đất đắp nó không tác dụng đến cái tường chúng ta, mà đất đắp thì tác dụng thẳng xuống này thì không ảnh hưởng đến tường, chỉ lực ngang ảnh hưởng đến tường thôi. Nên là vì tính công thức ra là bằng không là chính xác. Đây có cái kép 1, 2, kép 3 và chúng ta có thì với kép 1 ra đây, kép 2 là phần kép 1 là hình chữ nhật này. Đấy, với cấp 2 là hình tam giác này, với cấp 3 là cái phần này, với cấp 4 thì bằng 0. Bởi vì tại sao bằng 0? Bởi vì cái phần của chúng ta là bề dày của móng của chúng ta là cái này, bên này bên trái bằng bên phải, cho nên là với kép 4 ở đây là hình tam giác này, tức là nó bằng 0. Đấy, nó trùng với một đường này thôi, hoàn toàn chính xác. Tiếp theo là nó tính áp lực ngang thì số áp lực tĩnh và hệ số áp lực chủ động. Đấy, công thức của chúng ta đây tiêu chuẩn chúng ta là trang 25, trang 50/3, 26, trang 50/3, 1823, 2017. Đây chúng ta có các thông số đây, góc này nó linh từ bên kia sang, kích thước sang bên này nó linh từ bên kia sang, góc này nó linh bên kia sang và góc độ ta linh kia sang, thì nó sẽ tính toán thông số này dựa vào các thông số này.
chúng ta đưa vào công thức này. Đấy, công thức tiếp theo là chiều cao KA để tính toán. Công thức dưới đây thì đây là chiều cao quy đổi tần đáp tại trọng áp lực ngang của xe chạy về tải trọng đất đắp, thì xe chạy lên thì nó tương đương với đất đắp chiều cao như thế này. Tại chúng ta có khoảng cách tương đương tường lên đây cho chạy, tức là khoảng cách hồi nãy chúng ta tính là khoảng cách từ đây cho đến đây. Đấy, tính từ link từ bên kia sang, và ở đây thì chúng ta chọn là nó sẽ thấu số này sẽ lớn hơn 300, nên nội suy chúng ta đây thì lớn hơn 300 thì sẽ tụt khoảng trái với ô bên này. Ô bên này thì với h bằng này thì nó sẽ là 600. Đấy, tiếp theo là ở đây chiều cao hóa tải cách trường chắn một quả, tức là đây có cái phần 16.4 10.4 thì phải áp dụng hóa tải cho thêm khi xe chạy trên tường chắn trong khoảng bằng một nửa chiều cao tính từ phía bên tựa mặt phía lưng tường, tức là sao, tức là cái chiều cao khoảng cách từ cái đỉnh tường này đến cái mặt đường xe chạy này là cách này, nó sẽ bằng một nửa chiều cao của tường từ đây đến đây, bằng một nửa chiều cao của tường, bé hơn hoặc bằng một nửa chiều cao của tường thì chúng ta sẽ xét thêm hóa tải, lớn hơn một nửa của chiều cao tường thì không xét thêm hóa tải. Bạn biết là chiều cao tường của chúng ta là 3,45 chia 2 thì 1,25, và chiều cao của đất chúng ta là 9,55, thì đây là chiều cao này nó lớn hơn nửa cho nên là không xét thêm hóa tải vì nó hóa tải bằng không. Đó, tiếp theo là theo điều 603.2 phần 1 trang 20 tiêu chuẩn 823 thì nó có câu tính toán này. Tiếp theo chúng ta áp dụng bài toán của chúng ta, các phân số như thế này thì ta có lực này thì F, tức là lực FT, tức là cái lực đẩy ngang của đất, thì nó sẽ tính theo công thức là 0,5 các g vi hv k, nên là tính toán chúng ta k được tính toán chúng ta theo công thức này. Đấy. Tiếp theo là tính E chúng ta. E sẽ được tính theo công thức này. Đấy. E sẽ có công thức F cos H3 FT sin V2 từ V VX V2X KX cộng chia cái này. Đấy. Toàn bộ nó tính toán chúng ta theo công thức đặt trên này. Đấy. Ok, tiếp theo là nó sẽ tính toán chúng ta là áp lực đứng từ đứng nền, thì nó sẽ tính toán chúng ta là theo công thức này. Ta thấy với các V ta thấy theo điều 631 823 017 thì sigma V sẽ tính là tổng V chia B trừ 2E. Đấy, thì ra đây tổng V chia B trừ 2E, B của chúng ta 2E đây, E đây, B của chúng ta B chúng ta đây 1,7 đây, B của chúng ta đây, B của chúng ta là tính từ đây mép này ra mép này, từ mép này ra mép này, tức là 1,7. Đây 1,8 này là xét tới cái phần là 100 nhiêu đa của bóng phần bê tông lót này. Đấy, chính xác là 1,7. Nhưng tính là áp lực đứng cường hướng đất nền. Ok, khi tính áp lực đứng cường hướng nền thì tính toán khả năng chịu tải của đất nền theo tiêu chuẩn 823.7 điều 603.1.1 850 phần 10 thì nó có mình đã tích cái phần thuyết minh tính toán ở trong tiêu chuẩn ở đây, thì nó có toàn bộ quy và quy n tính toán như này. Thì toàn bộ thông số g c để tự tính toán chúng ta là link link từ cái phần nhập kích thước bên này, chúng ta nhập bên này thì link sang đây và nó tự ra bảng ra đây, đây bảng 17 trong tiêu chuẩn 823 mình đã nhập số vào đây, nó tự cộng trai chúng ta đây quy và là mình tiếp theo các thông số này nó tự link từ bên kia sang, và tiếp theo thông số này thì tự động tính toán chúng ta đấy tự động, nếu các số pha lưu này không có giá trị không ảnh hưởng gì đến bằng tính, bởi vì đây là nó không hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, thông số này luôn các thông số này luôn được ta đấy. Value này không có giá trị bởi vì nó xét đến một trường hợp là một trường hợp khác cho nên là không có giá trị.
cho nên là không ảnh hưởng đến chúng ta không được xóa phố gần bên này, không được xóa bất kỳ cái bảng nào bên này. Ở đây cũng thế, không được xóa cái phần bên này, đây cũng thế, không có bên này cũng không xóa con số, chỉ ẩn đi thôi. Sao con số này hoàn toàn không tự thay chúng ta. Đấy, hát nó tính là quả về tại trọng phương ngang không nhận được số, không nhận được số, không có cái số, toàn bộ nó tự động nhân ra và nó sẽ tính ra sức kháng của đất. Đấy, đây và hệ số sức kháng ta bảng 8 điều 5 phần 5 chấm 2 chấm 2 phần 10 823 2017 thì cũng có bảng tra đây, mình thích bảng tra bên này luôn. Thì đối với chúng ta có là đối với đất sét và đất cát, phương pháp lý thuyết trong đất cát và sét thì này hệ số này là 0,5 nên là cũng 0,5. Đấy, thì có sức chịu tải của đất à, tính bằng cái này hệ số sức kháng nhân với cả QN. Thì chúng ta hồi nãy tính cái thông số trên kia và so sánh cái thông số này thì đất nền đảm bảo, so sánh hai cái này bé hơn cái này thì đất nền đảm bảo. Kiểm toán về đấy là kiểm toán về sức chịu tải đất nền, ta về lật đây theo điều 3.3 phần 1.1.8.7.0.7 thì mình tích ra đây nội dung đây và bằng 1/3 và theo điều 6.3.3 phần 10.8.8.7 thì nó tích này 1/3 BL 0.55 à, thì ta sẽ có là E và so sánh B/3 đấy, đảm bảo về cái vệ lật kiểm toán về cân vật trượt thì 6 theo điều 6.3.4 phần 10.8.2.3.0.7 thì mình sẽ tích lý thuyết ra đây, công thức tính toán đây à, công thức tính toán và đây trường hợp đối với đất nền của chúng ta là đất rời thì áp thì không phải đất rời nên không áp dụng trường hợp này à, trường hợp chúng ta đất nền chúng ta là đất sét thì nó áp dụng trường hợp này thì nó tính toán ra là giá trị là sức kháng của đất sét theo phần thế này. Và kiểm lực cây trượt chúng ta sẽ tăng thái giới hạn cường độ 1 và kiểm tra sức kháng và lực cây trượt à. Tiếp theo ta sẽ kiểm tra chữ kéo chữ cắt của vật liệu tường chắn, tức là chữ kéo và chữ cắt của cái vật liệu đá hộc xây vữa mắc trong đây thì theo điều 8.1.5 tiêu chuẩn 8523/2011 thì có nội dung của tiêu chuẩn này mình trích ra đây. Đây, nội dung câu kiện thứ trích ở đây. Thì ở đây nó sẽ tính toán chúng ta là moment tại bậc cấp 11 moment. Và tiếp theo lực cắt tại bậc cấp 11 rồi đây. Mặt cắt thứ 22 đây, moment và lực cắt theo trạng thái giới hạn cường độ 1. Và đối với mặt cắt 33 của chúng ta thì do ở đây của chúng ta là phần thân và tường bằng nhau, không có phần nhô ra này cho nên là mặt cắt 33 bằng 0. Ok, tiếp theo là các bảng 9, 10, 11 tiêu chuẩn 5533 thì nó có đây, cường độ tính toán RK, RK, U, RC, RKC của khối dây đá, khối dây của các cái khối dây như khối dây đá hộc này, khối dây đá hộc. Vật liệu chúng ta là đá hộc xây vữa mắc trong thì cường độ chịu éo uốn của vật liệu thân tường chắn, tức là vật liệu của cái đá hộc chúng ta sẽ so sánh hai giá trị này thì đây cao khi uốn thì đây chúng ta được cao u của chúng ta là theo mạch không chẳng thì nó 0,12 đối với mắc vữa chúng ta lại mắc 100 lớn hơn 5 thì 0,12 thì đối với đá hộc chúng ta theo mạch chẳng thì 0,18 thì chúng ta sẽ chọn là giá trị là nhỏ nhất giữa hai giá trị là 0,12 và 0,18 để chúng ta nhập vào đây, mình nhập vào đây ra bảng 9 này, đây có bảng 9 đây, đây bảng 9. Thế tương tự thông số này tiếp theo là vật liệu máu tao xe vữa cũng bằng 100 cũng bằng tương tự bằng thông số này, hai thông số nó bằng nhau. Đấy, thì kiểm tra về cái uốn, đấy, ứng suất
uốn của chúng ta là 29 và rất kéo uốn của chúng ta là 120. Khả năng chịu của chúng ta đảm bảo cho kéo, đảm bảo cho kéo. Đây, công suất nó được tính toán bên này. Công suất thì bằng m chia với kép. Đây, và tổng số bằng cấp là b rộng bằng 1, chiều cao bằng 1/4. 22 b rộng bằng 1, chiều cao bằng 1. Đây y mình còn tính chúng ta và tính ra với kép chúng ta. Tiếp theo thì kiểm tra về đường chạy thứ cấp. Ở đây thì vật liệu đã học xây vữa. Đây, nó phân vữa chúng ta là thân dự dẫn đã học xây vữa bằng trong RKC. RKC tức là cường độ tính toán chịu ứng suất kéo chính khi uốn của khối xây. Thì lấy được bằng 9 mới bằng 1. Đây, ta sẽ RKC như thế bằng số số này. Đấy, và số 712. Đây, RKC. RKC. Thì nó cũng bằng số 712. Hai cái số này bằng nhau. Và kiểm tra về chịu cắt chúng ta, giá trị quy được cắt đây ra và khả năng chịu cắt chúng ta. Tính theo công thức này. RKC bên Z. Z chúng ta này. À, Z nó bằng 2/3 h đấy, và lại cắt, ok, đây là cái bảng tính tường chắn đã học xây vữa của chúng ta. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Ok, chào các bạn.